Ở phần kiến thức, cô có những nội dung sau. Cô có các số 0, 1, 2, 3, chấm chấm cho đến 100, cho đến 1.000, vân vân. Tiếp theo nữa, thì đây người ta gọi là dãy số tự nhiên các con ạ. Cái này các con đã được học từ những lớp 1, 2, 3, cùng chúng mình cũng đã giới thiệu rồi. Vậy đây được gọi là một dãy số tự nhiên. Dãy số tự nhiên này, số bé nhất là số 0. Cô nhắc lại, dãy số được viết theo thứ tự liên tiếp, bắt đầu từ 0 cho đến rất nhiều số chấm chấm ở đây. Nó được gọi là các số tự nhiên. Các số tự nhiên được viết theo thứ tự từ bé đến lớn, tạo thành một dãy số tự nhiên. Và đây cô có một dãy số tự nhiên. Các dãy số này, nó có thể viết theo một quy luật nhất định. Với dãy số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy chính là một dãy số tự nhiên liên tiếp. Mà mỗi đơn vị, chúng hơn kém nhau là một đơn vị. Mỗi số liền nhau, chúng hơn kém nhau là một đơn vị. Và đây cô gọi là dãy số tự nhiên liên tiếp. Có thể viết từ bé đến lớn. Số nhỏ nhất các con nhìn thấy, đây là chữ số 0. Dãy số này cũng có thể biểu diễn bằng một tia số. Đây chính là một tia số. Tia số này có điểm gốc là chữ số 0. Và các điểm tiếp theo lần lượt là 1, 2, 3, chấm chấm cho đến tận 10. Dãy số, tia số này được biểu diễn là dãy số tự nhiên liên tiếp. Số 0 ứng với điểm gốc của tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm ở trên cái tia số này.